Thưa quý vị, Quốc Thiên là hoàng tử phòng gym. Đúng rồi anh. À, hoàng tử phòng gym gọi là thiên thần phòng thu. Đó. Rồi, B-Ray là anh giới thiệu luôn. Dạ. Em biết không? Em chưa. Rapper. À. Mời B-Ray giới thiệu sơ cái nè. Dạ. Giới thiệu với quý vị khán giả. Ờ dạ, em tên là Bảo, em là rapper. Là cái nickname là B-Ray hả? Dạ vâng, tên là B-Ray ạ. Là vì sao có cái tên đó? Dạ tại em tên Bảo và tên tiếng Anh của em là Ray nên em đặt là B-Ray. À là dạ. B-Ray. À dạ. Thì ra là vậy. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Rồi. Mời Liên Minh Phát, một gương mặt điện ảnh mà được nhiều người yêu mến. Khỏi giới thiệu luôn, Liên Minh Phát. Đậm đà. Đậm đà. Nói chuyện cũng rất đậm đà. Đâu luôn. Giờ nói chuyện đậm đà nè. Cái game này thì là thiên về những câu hỏi về kiến thức. Hên xui. Có lúc về kiến thức, có lúc thì vui, có lúc thì đố chữ, có lúc thì đố mẹo. Nói chung nó là về thông tin đó. Nói về everything. Đó, nếu mà nói về thông tin và gọi là mấy cái gọi là trí nhớ thì là sở trường của em. Sở trường em. Wow. Chưa có ai bước vào chương trình này mà nói là chương trình này là sở trường của tôi hết. Đúng rồi anh. Em là người đầu tiên. Tại vì từ học từ lớp 1 tới lớp 12 trong tất cả các bộ môn. Em giỏi đều hết. Wow. Ui, chưa bao giờ thấy ai nói là giỏi đều luôn anh. Đúng rồi. Đặc biệt đó là em giỏi nhất là môn giáo dục thể chất. Giáo dục thể chất. Wow. Chương trình mình không có chơi. Rồi mời vào vị trí B.